nhỏ này sao lại lớn thế vậy? Dada, trông em tuyệt vời lắm. À, không phải là tuyệt vời mà là rất rất tuyệt vời luôn đó. Vậy hả chị? Cái ba của em đã mua bộ đồ này cho em lúc mà em còn ở dưới quê. Em để dành lâu rồi. Chị ra xin. Mau đi thôi chị. Em nôn nóng được chơi quá trời luôn. Mình đi.